Sơn bất mãn vì Nguyễn Xuân Phúc tái diễn trò nhắn tin ủng hộ người nghèo. Hôm 4 tháng 9, trang fanpage thông tin chính phủ đăng một loạt ảnh cho thấy các thành viên chính phủ Cộng sản Việt Nam đang hăng say nhắn tin ủng hộ người nghèo. Trong ảnh bồi sầu của Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cùng các phó Thủ tướng Bộ trưởng đang tạo dáng chăm chú cầm điện thoại nhắn tin. Trang này viết thêm, các tấm lòng hào tâm trên cả nước soạn tin nhắn với cú pháp VNN, cộng thông tin Tiền tử nhân đạo quốc gia 1400 sẽ mượn cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019. Người nhắn tin có thể lựa chọn số tiền ủng hộ với mức thấp nhất là 20 đồng, cao nhất là 2 triệu đồng. Ông Phúc được ghi nhận là người tiếp theo trong tam chủ xiến cạnh nhắn tin ủng hộ người nghèo. Sau bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội Cộng sản Việt Nam, Bà Ngân trình diễn màn nhắn tin hồi tháng 10 năm 2018. Đến nay cứ vài tháng các báo nhà nước lại đăng tải ảnh giới chức lãnh đạo Cộng sản Việt Nam từ bí thư thành ủy đến bộ trưởng lũ lượt, nhắn tin ủng hộ người nghèo. Dù hành động này bị cộng đồng mạng chỉ trích là phản tác dụng và mang tính là màu là chính, do tất cả các vị này đều sai số điện thoại công, chi phí do cơ quan chi trại chứ không phải tiền túi của họ. Hình ảnh bí thư thành ủy ở Sài Gòn Nguyễn Thiện Nhân cùng thuộc cấp sàn hàng ngàn nhắn tin ủng hộ người nghèo hồi tháng 10 năm 2018, từng bị nhiều Facebooker chia sẻ và chế giễu. Báo Sơn Trí hôm 28 tháng 8 tuyên truyền về chương trình Nhắn tin ủng hộ người nghèo, đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, lan tỏa sâu rộng đến các tầng lớp trong xã hội. Số tiền ủng hộ thu được là một nguồn lực quan trọng cùng với nguồn lực của nhà nước thì hướng tới mục tiêu cao cả là nhân văn, là không ai bị bỏ lại phía sau. Số tiền đóng góp của nhân dân thông qua đợt vận động nhắn tin ủng hộ này sẽ được sử dụng để góp phần thực hiện công tác giảm nghèo, đặc biệt là đối với các hộ nghèo ở các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn hộ nghèo thuộc đồng bào các dân tộc thiểu số. Tuy vậy, trên thực tế, dường như phần đông người dân ở Việt Nam không tin là nếu họ nhắn tin ủng hộ thì số tiền cho đi sẽ đến được tay người nghèo. Đến nay chưa thấy cộng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia công bố chi tiết về khoản tiền nhận được cũng như minh bạch về việc sử dụng số tiền do người dân đóng góp. Nhà báo tự do Võ Văn Tạo ở Nha Trang bình luận trên trang cá nhân. Lãnh đạo nhắn tin ủng hộ người nghèo thôi, có cần chăm rắp diễn như vậy không? Khởi chi các vị bỏ chút thời gian suy ngẫm, ai gây nên đói nghèo? cờ Ngô Trấn An chia sẻ trên trang cá nhân khi tổ chức cướp chính quyền từ tay Thủ tướng Trần Trọng Kim, Đảng Cộng sản Việt Nam hứa hẹn sẽ đem lại cơm no áo ấm cho nhân dân. Nhưng đến hôm nay đã 74 năm trôi qua, một thời gian quá dài so với một kiếp người mà cơm no áo ấm ở đâu, đệ dân vẫn đói vẫn nghèo thế đặng. Một lời hứa mà đến 74 năm không thực hiện được thì đủ biết Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng tập hợp toàn những kẻ bất tài vô dụng, mà đúng là vô dụng thật nhìn chính phủ và bộ sậu chẳng có một phương án nào để xóa nghèo cho dân chẳng có một chính sách nào đem lại chén cơm cho dân mà chỉ biết bấm tin nhắn để ủng hộ 20.000 đồng cho người nghèo thì đã thấy bọn lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đúng là một lũ bất tài ngu sốt cướp được chính quyền rồi đảng chính trị lên nắm quyền thì dân phải hết đói, hết nghèo chứ với lời hứa lúc chưa cướp được chính quyền đó đâu rồi mà bây giờ phải muối mặt kêu gọi trong một diễn biến khác thủ tướng phúc kêu gọi toàn dân nhắn tin ủng hộ người nghèo trong một chương trình cầu truyền hình trực tiếp trên cả nước thủ tướng nguyễn xuân phúc kêu gọi toàn dân cầm điện thoại lên và hướng về đồng bào nghèo khó trong vùng lũ lụt để nhắn tin ủng hộ lời kêu gọi của người đứng đầu nhà nước việt nam đã gặp nhiều phản ứng ngược trên mạng xã hội trong khi một nhà hoạt động tích cực trong đợt lũ lụt vừa qua nhận xét có nhiều việc cần phải quan tâm hơn nhiều tham gia từ hà nội trong chương trình cầu truyền hình trực tiếp chung tay vì người nghèo do ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam và bộ lao động thương binh xã hội tổ chức thủ tướng nguyễn xuân phúc nhắc đến những gia đình bị mất người mất nhà trong đợt lũ lụt vừa qua và kêu gọi toàn dân chung tay vì người nghèo. Ông nói xin mọi người cùng với tôi cầm điện thoại lên, chúng ta hướng về phía đồng bào, hướng về miền quê đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai lũ lụt, soạn VNN và gửi vào số 1408. Mỗi tin nhắn của chúng ta sẽ ủng hộ người nghèo 20.000 đồng, theo vn express lời kêu gọi của ông phúc nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội nhưng lại không theo tinh thần ủng hộ mà thủ tướng Việt Nam mong đợi đại số bình luận của người dân tỏ ra nghi ngờ về điểm đến của những đồng tiền quyên góp một số người khác lại sử dụng diễn đàn để nêu lên những vấn đề mà họ cho là nguồn gốc sâu xa dẫn đến những mất mát đau thương của người dân trong những thảm họa lặp lại hàng năm nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng nói với voa trên quan điểm của một người trực tiếp có mặt đưa tin và giúp đỡ người dân ở những khu vực bị lũ lụt nặng nề trong những ngày qua. Vấn đề là lòng tin của quần chúng đối với việc hỗ trợ những người gặp nạn. Vấn đề ở đây là những thảm họa đó có phải hoàn toàn do so thiên nhiên hay không, hay do so buông lỏng quản lý, sự tắc trách thậm chí là phá hoại môi trường, phá hoại tài nguyên của các cơ quan chức năng mà đáng lẽ ra, chức năng của nó là bảo vệ tài nguyên. Còn nhiều vấn đề cần quan tâm, ông Nguyễn Lân Thắng, cho rằng việc cơ quan chức năng cấp phép vô tội vạ cho các công trình thủy điện khai thác mỏ chính sách khai hoang để phát triển kinh tế sao rừng cho các nông trường quốc doanh quản lý là nguyên nhân chính dẫn đến thảm họa tài diễn hàng năm và hậu quả ngày càng thảm khốc hơn ông nói thêm tài nguyên minh mông nhưng sao vào nơi cha chung không ai khóc nên việc quản lý khai thác cũng như bảo vệ nó có rất nhiều vấn đề nạn lâm tặc nạn phá rừng theo tôi là nguyên nhân rất lớn gây ra những thảm họa như lũ bùn lũ quét gây sập nhà cửa người dân chính vì vậy tôi thấy thái độ của người dân đối với lời kêu gọi của chính phủ trong việc khắc phục thảm họa là rất thấp thứ nhất là vì người ta không tin là đồng tiền người ta bỏ ra sẽ đến tay được đồng bào điều thứ hai người ta mong muốn hơn là chấm dứt thảm họa do những tác trách vô trách nhiệm cũng như sự phá hoại của chính con người của bộ máy nhà nước đó là điều cần phải quan tâm hơn nhiều Thống kê mới nhất của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn Việt Nam cho biết hiện đã có 103 người chết và mất tích, 31 người bị thương trong đợt lũ lụt được xem là lịch sự. Nhà cửa tài sản của người dân bị thiệt hại nặng nề, hiện nhiều địa phương vẫn đang huy động các lực lượng từ dân quân đến người dân để tìm kiếm các nạn nhân mất tích và khắc phục hậu quả của lũ lụt chương trình cầu truyền hình trực tiếp là sự kiện mở đầu cho tháng cao điểm vì người nghèo phát biểu trong chương trình thủ tướng nguyễn xuân phúc nói mặc dù ngân sách còn khó khăn nhưng chính phủ việt nam mỗi năm dành hàng chục nghìn tỷ đồng cho chương trình xóa đói giảm nghèo vốn là một chủ trương lớn của đảng nhà nước đặc biệt quan tâm và ưu tiên hàng đầu trong phát triển kinh tế xã hội vẫn theo lời ông Phúc với tỷ lệ giảm nghèo rất ấn tượng với số hộ nghèo giảm từ 14,2% năm 2010 xuống còn 5,8% năm 2016. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm từ 9,9% xuống còn khoảng 7%. Việt Nam đã hoàn thành trước thời hạn mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, được nhân dân đánh giá cao, được cộng đồng quốc tế coi Việt Nam là điểm sáng về giảm nghèo. Trong một diễn biến khác, Thủ tướng cùng các thành viên chính phủ nhắn tin ủng hộ người nghèo. Sáng ngày 4 tháng 9, mở đầu phiên họp thường kỳ tháng 8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và thành viên chính phủ cùng gửi tin nhắn ủng hộ người nghèo. Theo ông Nguyễn Xuân Phúc, ngày vì người nghèo tổ chức hàng năm, vào 17 tháng 10 đã mang lại kết quả tốt và khẳng định. Quan tâm xóa đói giảm nghèo nhất là tại các vùng sâu vùng xa, vùng thiên tai lũ lụt là định hướng chính sách quan trọng. Tôi mong rằng các thành viên chính phủ và các đồng chí sự họp hưởng ứng phong trào nhắn tin về người nghèo. Thủ tướng nói và đề nghị Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng giới thiệu, hướng dẫn cách nhắn tin. Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Công thông tin điện tử nhân đạo quốc gia sẽ mở từ 19 tháng 8 đến hết ngày 31 tháng 12. Năm nay, mỗi lần nhắn tin mọi người có thể lựa chọn mức thấp nhất là 20.000 đồng, cao nhất 2 triệu đồng. Ông Hùng nói chúng ta còn hơn 100 ngày nữa mà ngày nào chúng ta cũng có thể nhắn tin vì người nghèo số tiền từ tin nhắn sẽ được đưa vào chương trình cả nước chung tay vì người nghèo trong một diễn biến khác biểu diễn vì người nghèo chơi dại nhưng hiệu quả cao ngay sau khi hệ thống truyền thông chính thức công bố những tin ảnh về sự kiện cán bộ viên chức hệ thống chính trị hệ thống công quyền từ trung ương tới địa phương tại việt nam gửi tin nhắn để góp tiền ủng hộ người nghèo rất nhiều facebooker lập tức phản hồi như nguyên đông hùng rằng khoản tiền phải trả cho những sim điện thoại mà cán bộ viên chức sử dụng để gửi tin nhắn là tiền thuế do dân, trong đó có người nghèo đóng góp. Thành ra bản chất của việc gửi tin nhắn góp tiền ủng hộ người nghèo, chẳng khác gì lấy lông kẻ khác làm đẹp mặt ta. Cũng với suy nghĩ tương tự, Mai Thanh nhắn lại với những cán bộ, viên chức đã tham gia biểu diễn gửi tin nhắn, đóng góp cho người nghèo. Chúng mày có gửi càng ngàn tin thì cũng là tiền thuế của dân. Còn Nguyễn Khoa Phước không bình, mà làm hai câu về, xếp hàng nhìn sống bọn điên nhắn tin ủng hộ từ tiền thuế dân không chỉ trích văn công hùng khen chuyện các đồng chí lãnh đạo kính mến xếp hàng biểu diễn gửi tin nhắn ủng hộ người nghèo bằng tiền lấy từ ngân sách là một trò cho thấy tác giả của nó thuộc loại phi thường phạm ngọc tiến thì tuyên bố sẽ đại bia hơi cho những người tham gia cuộc vận động gửi tin nhắn lấy tiền giúp đỡ người nghèo tại một quán bia có địa chỉ cụ thể ngay giờ ở hà nội nhưng nhấn mạnh không mời những người được bao cấp về phí điện thoại. Đợt biểu diễn tấm lòng vì nghề nghèo của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam còn được công chúng mộ xệ dưới nhiều góc độ khác. Chẳng hạn hạnh phúc tâm tình đã định tham gia cuộc vận động gửi tin nhắn góp tiền hỗ trợ nghề nghèo. Nhưng chợt nghĩ chắc gì nghề nghèo nhận được phần trăm nào trong số tiền mình gửi. Thôi thì muốn giúp người nghèo cứ gửi cho những nơi, những người mà mình tin là họ thật lòng vì người nghèo. Suy nghĩ sống hệt như vậy, Hoàng Anh Dũng cho biết trước kia súng vẫn tham gia những cuộc vận động giúp đỡ người nghèo chia sẻ những khó khăn của các giới chịu nhiều thua thiệt trong xã hội nhưng bây giờ thì quên đi vì niềm tin không còn dũng nói thêm nhìn những tấm ảnh cán bộ viên chức hệ thống chính trị hệ thống công quyền việt nam biểu diễn tấm lòng vì người nghèo chỉ thấy buồn cười thời buổi này những hình ảnh như thế không còn giá trị gì nữa đâu một số facebooker khác như hùng lê văn thì tính toán cứ cho là có một triệu người ủng hộ cuộc vận động hỗ trợ người nghèo thì ban tổ chức cũng chỉ thu được 20 tỷ, khoản tiền thu được chỉ đủ xây tam cấp của nhà hát Thủ Thiêm, thành ra đừng bỏ nơi cố sách đãi nơi quần hồng. Ý tưởng tổ chức cho hệ thống chính trị hệ thống công quyền tại Việt Nam biểu diễn tấm lòng vì người nghèo rõ ràng là một sáng kiến tồi vì chẳng những không đem lại chút son phấn nào cho hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam, trang điểm lại dung mạo của mình, mà còn tạo thêm cho cháu để công chúng chê trách, thêm khiến dung mạo ấy nhầy nhụa, bị sạc hơn tuy thực tế là như vậy nhưng kết luận như vậy có thể bị cho là thiếu thiện trí việt nam có thấy thẹn không có còn mạnh dạn khẳng định về sự tài tình sáng suốt dẫn dắt việt nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác nên luôn xứng đáng là đội ngũ tiên phong hay không